Thưa quý vị, trong hôm nay 30 tháng 7, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử các bị cáo liên quan đến vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng. Trong phần xét hỏi các bị cáo thuộc hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5006V và 5007V thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận thực hiện hành vi nhận hối lộ và đưa hối lộ. Trong các bị cáo là giám đốc trung tâm đăng kiểm, bước đầu họ khai nhận quyết liệt nghiêm cấm nhân viên của trung tâm nhận hối lộ để bỏ qua lỗi đăng kiểm. Tuy nhiên, sau thời gian điều hành trung tâm, quyền lợi nhận từ việc hối lộ quá lớn, cộng thêm việc phải chung chi cho cấp trên, nên cho phép nhân viên nhận hối lộ của chủ phương tiện đi đăng kiểm. Các mức giá được quy định theo từng dòng xe, như xe dưới 9 chỗ đến 16 chỗ sẽ có giá là 150.000 đồng, từ 16 chỗ đến 45 chỗ và xe tải dưới 5 tấn là 200.000 đồng, xe tải từ 5 tấn, xe đầu kéo là 300.000 đồng cho một lần kiểm định. Khi được hội đồng xét xử hỏi về mục đích sử dụng số tiền nhận được từ các chuyền kiểm định, các bị cáo khai dùng một phần số tiền đó để hối lộ cho các bị cáo Trần Kỳ Hình và bị cáo Đặng Việt Hà để lãnh đạo cục tạo điều kiện tốt hơn cho trung tâm của mình. Thưa quý vị, vào lúc 22 giờ 10 phút tối qua ngày 29 tháng 7, tại công ty than Hòn Gai TKV đã xảy ra vụ tai nạn hầm lò nghiêm trọng khiến 5 công nhân tử vong. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do than, đất đá trong hầm lò bất ngờ sụt lở. Công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng triển khai. Ngay sau khi vụ tai nạn hầm lò khiến 5 công nhân tử vong tại Quảng Ninh xảy ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung khắc phục hậu quả. Trong công điện, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do than, đất đá trong hầm lò bất ngờ sụt lở. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân người bị nạn. Đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân, kịp thời hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người bị nạn theo quy định. Chủ động ra soát các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận chuyển hầm lò trong các đơn vị thuộc tập đoàn. Khoảng 22 giờ 10 phút tối qua, tại khu vực lò chợ bằng mức trừ 110 vỉa 12 giáp khẩu, công ty than Hòn Gai TKV, nhóm công nhân 5 người đang làm việc thì xảy ra sự cố tai nạn lao động khiến cả 5 người đều tử vong. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các hồ sơ tài liệu có liên quan. Các công nhân trong ca làm việc này cũng được yêu cầu viết tường trình. Trừ lò chợ mà khu vực xảy ra tai nạn ở cái mức trừ 110 này thì có than ẩm ướt đấy, tràn xuống luồng và phá hỏa dẫn đến cái sự cố tai nạn xảy ra. Rồi hiện tại của khu vực lò chợ này thì đoàn điều tra là đã giao cho công ty than Hòn Gai đấy là kiểm tra các cái điều kiện an toàn để tiếp tục để đưa vào sản xuất. Và không chỉ là kiểm tra cái lò chợ này mà đoàn điều tra là chỉ đạo kiểm tra tất cả các cái khu vực sản xuất xem là ở những cái khu vực nào, những cái thiết bị nào mà có nguy cơ xảy ra tai nạn thì phải có các cái biện pháp để phòng ngừa. Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 25 triệu đồng một người tử vong trong vụ tai nạn. Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng một người tử vong. Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng một người tử vong. Công ty Than Hòn Gai giải quyết các chế độ theo quy định của nhà nước, thu xếp các chi phí hậu sự cho công nhân và hỗ trợ các gia đình công nhân với mức ban đầu 100 triệu đồng một gia đình. Từ chiều qua đến sáng nay, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa lớn gây ngập úng, sạt lở tại một số khu vực, song không có thiệt hại về người. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục tại các điểm ngập úng sạt lở. Tại thành phố Hạ Long, ngập úng xảy ra tại một số tuyến phố và nhà của các hộ dân tại các phường. Tuyến cống từ trên đồi SLC chảy xuống tổ 56 khu 3 phường Hồng Hà, kéo theo bùn đất chảy tràn vào các nhà dân và ra quốc lộ 18. Hàng tấn đất đá đổ xuống, gây tắc cống và ngập một số nhà dân, khiến cuộc sống của người dân đảo lộn. Nhiều hộ tranh thủ nước rút, dọn dẹp lại nhà cửa. Với khu vực ngập úng, các lực lượng đã bố trí trực thường xuyên để thu gom rác, khơi thông dòng chảy, vận hành trạm bơm cưỡng bức. Nhiều khu vực cũng bị ngập cục bộ, người dân phải sơ tán lên khu vực cao hơn để tránh nguy hiểm. Ngay trong đêm 29 sáng 30 tháng 7, thành phố Hạ Long và các phường xã đã khẩn trương thực hiện các biện pháp phương án ứng phó với các tình huống mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn. Mưa bão số 2 đã kết thúc một tuần nay, nhưng nhiều diện tích lúa ở các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai của Hà Nội vẫn chìm trong biển nước. Nhiều nơi thoát lũ chậm khiến cho không còn khả năng khôi phục lại sản xuất đối với diện tích mất trắng. Dưới hồ nước mênh mông này là những ao cá, ruộng dừa sắp thu hoạch.
lũ về đột ngột, nước dâng nhanh, nhiều gia đình chỉ kịp ngắt điện, kê kích được vài bao thóc, rồi dắt gia súc, vật nuôi sang nhà người thân gửi nhờ. Thì nhà cô là gà không chạy được. Ở hết trên nóc nhà thì hôm nay là luột rồng quanh gà chết là cô vừa đẩn đi đó. Từ sáng giờ đẩn. Kinh khủng luôn mà nước tanh thôi thối. Thì năm ngoái là nhà nước cho được con bê cũng lại phải một con bò chạy ra ngoài kia. Hàng ngày từ hôm nay thì hôm qua nó lại ốm. Dính cái nước này là bê lại bị ốm. Lo cho nó ăn làm sao cho nó ổn định được cái con bò con bê nhà nước cho. Hai vợ chồng bà Nhạn cả năm trông chờ vào mấy sào ruộng. Trận mưa lũ vừa qua khiến ruộng đồng bị ngập sâu trong biển nước. Là vùng rốn lũ của Hà Nội, nước thoát chậm, nguy cơ mất trắng phần diện tích hoa màu của người nông dân năm nay. Trong cái xóm này nhà tôi thiệt hại nhất. Đi làm gì, ngập bùm đây này, ngập cây lúa cho anh đây này ruộng đồng lúa ngay đây này, đồng ruộng hết đây này. Thì là đang chuẩn bị thu chưa, thì hiện tại bây giờ là nó ngập, mất hết rồi, không còn cái gì để lúa mất. Mà có cái ao cá đấy cũng ra ít thôi, thì cũng mất hết. Hơn 800 hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu ở xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ vẫn đang bị cô lập bởi nước lũ. Hơn 200 hecta diện tích nông nghiệp, thủy sản bị thiệt hại. Nhiều nơi nước vẫn còn ngập sâu tới 4 đến 5 mét. 70 hecta này và 130 hecta thủy sản của tôi là mất trắng. Bởi nó ngập dưới nước khoảng 4-5 mét nước. Đối với chúng tôi thì nếu như tiếp tục mà mưa thì chúng tôi vô cùng là lo lắng. Bởi với cái mực nước như bây giờ thì nó chỉ còn thấp hơn 15 phân là so với mực nước 2018. Theo cơ quan chuyên môn, với diện tích hoa màu bị ngập úng có giống lúa ngắn ngày, có thể còn kịp sản xuất lại. Tuy nhiên, người dân khẳng định nếu cấy lại thì cũng phải đến đầu tháng 8, mà thời gian đó lại hoàn toàn trái với khung thời vụ. Nhất là những vùng thoát lũ chậm, hiện còn ngập sâu như Chương Mỹ và Quốc Oai. Những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc, nhất là ở hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 đã có mưa to đến rất to, lũ quét, lũ ống làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Từ đêm ngày 22 đến ngày 25 tháng 7, trên địa bàn của tỉnh Sơn La đã có mưa lớn, gây lũ quét, sạt lở đất, thiệt hại lớn về người, tài sản, đặc biệt là tại các huyện Vân Hồ, Mai Sơn, Thuận Châu, Sông Mã, thành phố Sơn La. Mưa lũ đã làm 9 người chết, 1 người mất tích, 5 người bị thương, hơn 2.300 nhà bị thiệt hại, trong đó 125 nhà di dời khẩn cấp, 860 nhà ngập trong nước từ 1 đến 3 mét. Cùng với nhiều thiệt hại về giao thông, điện, nông nghiệp, ước tính tổng thiệt hại là 315,7 tỷ đồng. Còn tại Điện Biên, mưa lớn và lũ quét tại xã Mường Pồn đã làm 5 người chết, 4 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, đổ sập và hư hỏng. Hàng trăm hecta lúa và hoa màu bị ngập úng, hàng nghìn con gia súc gia cầm bị chết. Bên cạnh đó, 3 công trình thủy lợi, 2 công trình nước sinh hoạt, hệ thống điện và thông tin liên lạc bị hư hỏng. Đặc biệt, giao thông trên tuyến quốc lộ 12 đi qua xã Mường Pồn bị tê liệt. Hiện các địa phương đang khẩn trương khắc phục thiệt hại, ưu tiên cao là tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương và thăm hỏi gia đình có người bị nạn, đồng thời tăng cường bổ sung đầy đủ vật tư y tế, thực phẩm, nước uống phục vụ cho người dân. Thưa quý vị, tại tỉnh Điện Biên hiện nay vẫn còn mưa, tuy đường vào vùng lũ Mường Pồn đã tạm thông sau 5 ngày chia cắt, song công tác cứu hộ và tiếp tế cho người dân vẫn còn khó khăn. Đặc biệt là việc tái định cư ổn định cuộc sống sau mưa lũ cho mấy chục hộ dân đã bị mất trắng nhà cửa, ruộng vườn và những hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao vẫn còn rất nhiều bộn bề, cần có sự quan tâm quyết liệt hơn. Sau lũ, Mường Pồn tan hoang sửa xác. Anh Lò Văn Tiên, bản Mường Pồn 1 vẫn chưa hết bàng hoàng khi chỉ trong vài phút, căn nhà cùng tất cả tài sản tích góp của anh trôi theo dòng lũ cuốn. Giờ đây, anh vẫn hoang mang, chưa biết phải bắt đầu cuộc sống mới như thế nào. Hiện tại thì gia đình tôi chỉ cứu được 2 đứa con thôi, còn mọi cái tài sản đi hết. Trong bộ cả áo này tôi chỉ mượn hàng xóm thôi, còn tôi là trắng hẳn, tôi không có một cái gì luôn. Sau lũ, con đường vào các bản ở vùng lũ Mường Pồn, đất đá sạt lở lượng lớn nên giao thông ách tắc cục bộ, rất khó khăn trong việc cứu trợ và tiếp tế. Bà con vùng lũ phải chia nhau từng gói mì, từng chai nước, từng nắm cơm, chia sẻ nhau từng manh áo. Ăn uống sinh hoạt thì anh em họ hàng ở trên nó nấu cơm về cho ăn thôi, quần áo thì mặc lấy quần áo nó về mặc tạm thôi, ruộng thì cũng đi hết đó. Sắp tới thì không biết ăn cái gì đó. Ruộng ao với lại chỗ nào cũng mất hết, tất cả nhà thì ngập hết. Xong nồi nọ kia nấu đồ nấu nướng là không còn một cái gì, nước uống cũng không có một cái gì hết. Bây giờ đồ dùng nhà tôi thì không có một cái gì nữa. Có một cái hộ nhà thì ở trên đồi thì họ cung cấp xong nồi thì nấu nướng thì thay nhau phiên nhau. Hộ này nấu xong thì hộ kia nấu tiếp.
thì các anh em hộ nào mà nước không ngập tới thì hỗ trợ để sống qua ngày thôi. Tôi cũng thông báo cho cả thôn bản, những hộ chưa bị thiệt hại thì hiện tại là làng vận động bà con nhân dân đi tìm kiếm những người chưa tìm kiếm được người mất tích, cũng mong nhà nước tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho người dân, cho nhân dân thì cũng cho nơi ở mới thì càng sớm thì càng tốt cho bà con. Chúng tôi đang tổ chức thành hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là tiếp tục tổ chức tìm kiếm những người mất tích. Bộ phận thứ hai là chúng tôi tổ chức di rời tài sản cho những hộ gia đình mà có khả năng trong các khu vực kiểm tra rồi di rời tài sản của những hộ gia đình nằm trong nguy cơ có khả năng bị sạt lở tiếp theo. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương giúp người dân di rời khỏi vùng lũ, quy hoạch khu vực sân bóng của bản Lĩnh có diện tích hơn 4.000 m2 để làm điểm tái định cư cho 20 trên 23 hộ dân của bản. Dự báo trong ngày mai, tỉnh Điện Biên tiếp tục có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nguy cơ lũ quay trở lại vẫn còn, rất cần những biện pháp cấp bách để sớm ổn định cuộc sống cho người dân.